quý vị, và sau đây sẽ là một tiết mục kịch nữa, là chính đoạn Gánh Hát Chiều Xuân với sự biểu diễn của quán quân chương trình, tài nữ tranh tài, á quân chương trình cùng với Tỏa Sáng và các bạn sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không quăng, tôi đem cho ba tôi ăn, cho má tôi ăn, cho mấy anh em tôi ăn luôn. Ăn được ngày 1, ăn được ngày 2, tới ngày 3 nói ngán quá thì cũng kỳ. Nên tôi đem đi á, tôi đập cái bẹp cái, tôi đem đi đốc nhà tôi phơi. Gì vậy? Phơi cho nó khô, đem xuống chiên ăn. Lúc đó tôi phát hiện ra một món gì? Xôi sầu riêng chiên phồng. Không những còn, xôi sầu riêng lúc nào cũng roi thoảng bên tôi hết á. Đâu ra? Nè. Cái gì vậy? Cái nia. Đâu? Cái nia tôi lấy chợ ở nhà Xuân á. Lúc nào tôi đi theo, cái tôi nhớ Xuân quá, tôi biết làm gì tôi đem ra. Trời ơi, xôi sầu riêng hơn á. Đâu đưa mượn em ơi. Nè. Trời ơi. Gì vậy? Đúng rồi, cái này của nhà tôi. Nhưng mà cái này là của má tôi. Bà Tám là thích chữ tờ không? Ủa vậy là cái đó là cho heo ăn á hả? Hèn chi mấy bữa nay tôi thích, tôi nói kỳ kỳ. Tôi nói sao Xuân dạo này xài dầu thơm cắm heo. Chứ không, dầu duyên quá. Thôi gì đi, gì đi, gì. Mà không sao, tôi vẫn thích Xuân. Thôi vậy đi mà. Xuân, Xuân lấy tôi đi. Không mà, mệt quá. Giờ lấy ai cũng vậy, lấy tôi đi. Không mệt, lấy ra tôi được vậy. Gì? Trời ơi, lấy tôi nha, được nhiều lắm á. Lấy tôi nha, má tôi nha, xây nguyên cái giường sầu riêng cho Xuân luôn. Trời, tôi đâu cần. Tôi xôi sầu riêng á, tôi chỉ cần một muối nè. Nguyên nồi luôn. Trời ơi, Xuân hay dữ vậy Xuân. Mà không sao, Xuân lấy tôi đi. Tôi nói má tôi nha, xây nguyên một cái sạp xôi sầu riêng kế bên sạp xôi mít của má tôi. Gì vậy? Để hàng ngày nha, tôi được. À, được ăn xôi sầu riêng miễn phí. Không phải. Cái gì? Được ăn hộp sầu riêng với hộp mít. Hiểu luôn. Sao vậy? Tôi hiểu luôn, tại làm sao mà anh đi có một mình, không ai giống đi sao anh trơn trời á. Người ta sao dám đi kế tôi giàu quá mà. Xuân, giữa đường giữa xá Xuân nói vậy rồi người ta nghĩ bậy cho tôi sao? Biết mà. Tôi dễ tán rồi nào? Tôi không có. Mà nói nghe nè, tôi không thích anh đâu. Anh nhìn lại anh coi, không có biết ngon ăn gì trơn trời á. Tối ngày hả, cái con cu quý của anh á, đi đầu cơ tới xóm dưới chơi bời chơi bời. Mà tôi nói cho anh nghe nha, anh cứ ôm nó hoài á, anh đi chơi riết hả, anh ôm bệnh cho người đó. Thôi Xuân, Xuân là con gái mà Xuân ăn nói táo bạo vậy? Cái con gì của quý ở đây? Thì cái con gì quý của anh lắm á con. Thôi đừng có nói vậy, thôi. Thì đó, anh ơi, sao này đâu có chiêu, không theo.
Ủa con gà hả? Ừ. Trời ơi, con đó là thần kê của tôi đó. Cái con khỉ khô, con người ta hai bảy màu đẹp gần chết. Tự vô nó cái anh nhúng nhúng sao đây đang chùa lùa thì gớm. Trời ơi, con đó là con, người ta gọi con đó là con ok đạp tuyết. Thành hả? Trời là con gà đen mà đạp tuyết mà đi không? Đi đầm tầng vân hả? À, nó mạnh lắm á, con gà kia đang đứng không? Nó lại mà con gà đó nha, ta còn nói là con gà ngựa nữa. À sao? Con gà đi ngộ lắm. Sao? Gà đi một giò vậy nè, đó. Tôi thấy con thì ngựa. Thôi Xuân nãy giờ Xuân chê bai của bạn vậy Xuân? Thôi giờ thấy tôi rồi ưng tôi luôn đi. Không cả không ưng. Thôi mà. Không, đi về đi, về đi, về đi. Thôi không có về được đâu. Đi về đi. Xuân về tôi mới về. Không có về được, tôi đang đứng tôi chờ. Bán hết rồi, chờ chờ gì nữa. Tôi chờ gánh hát mang ra đi, xin chữ ký nghệ sĩ. Biết ngay mà, biết ngay là chờ gánh hát, chờ nghệ sĩ ra mà. Tôi nói thiệt, thằng nghệ sĩ đó có đâu xứng gì gì với Xuân đâu. Sao không xứng? Chỉ có tôi mới xứng thôi. Tôi nói thiệt, thằng nghệ sĩ gì đâu á, làm kép đẹp mà mặc như cái mâm. Thì để nó ra cái là đặt 12 chén chè cũng bằng bụng đổi tên. Thôi vô kia quá chắc ra đi cho tên tôi còn đẹp hơn tên nó. Nghĩa sao tên ba mạnh. Không biết mạnh ở chỗ nào. Còn tên tôi mới đẹp nè. Cảm ơn anh tên gì? Tư lệnh. Làm gì về hả? Nghe cái tên là không muốn lấy rồi. Sao không muốn lấy? Lấy trong ai nó có lên. Còn lên hoài à. Ai nói? Thiệt. Tên tôi tên lệnh nhưng mà ghép lại ba anh em của tôi rất là đẹp. Nè anh tôi tên vàng, tôi tên lền, thằng em tôi tên bền, vàng lền bền. Nghe cái là thấy vàng là em nghe hàng xóm cười không? Anh biết á, ở xứ mình nó vàng lền bền là kêu cái thứ gì á. Ê mày bậy, chúng cái tên ba anh em của đuôi ghép lại đẹp quá trời. Bây giờ không muốn tên lền, tôi đặt tên khác. Tên gì? Lên. Nên. Vàng lên bền. À được á, thì đặt đi. Ủa mà sao nó cũng lên bền vậy? Hỏi Xuân nghe, Xuân nghẹo cho bà nha, nhưng mà tôi nói Xuân nghe. Thì vậy đấy. Nha, Xuân mê đó lắm không? Có gì đâu, tại ông bà nó nói hay bộ nữa nha, nhà lượng bố hay quá chạy hay luôn. Nó lượng bố? Ừ. Xuân đợi nó ra đây. Hả? Nó hí điêu thuyền. Nó bậy bạ. Tôi là tổng giác nè. Thôi. Nó ra đây, nó ra đây, nó ra đây rồi tôi quýnh nó luôn. Thôi đi vậy. Cái mặt của nó ha, tôi đập một cái bẹp một cái như cái xôi sầu riêng chim hồng luôn. Tôi nói thiệt, để 24 chén chè cúng 12 bà bụng. Sắp đi về đi. Đi về làm gì? Sắp nghe rồi đi về đi. Không, tôi không về. Đi một về không? Không. 2 giờ không? Không. 3 giờ không? Không. 4 giờ không? Không. 5 giờ không? Không. Bắt tao ơi, hãy đi nè. Ê má, đợi con. Má ơi, con, trời ơi mệt má quá à. Con tắm rồi mà má cứ biểu con tắm hoài à. Má ơi. Má. Đủ hiểu rồi ha. Má cứ kêu đi về tắm nữa. Chắc chắn rồi hả? Bữa đông chưa tắm luôn trời. Cô, chào cô. Chào anh. Nó nghe nè, hồi nãy có phải mấy cái tiếng mà dành dành ở trong á, tôi nghe là tiếng cô không vậy? Dạ đúng rồi, tôi hát á. Cô bé sầu riêng thì cô hát hay vậy luôn á hả? Ủa chứ ai cắm bác sầu sầu riêng không được hát hay. À, không, ý tôi là tôi khen cô á. Hát hay là không được bác sầu sầu riêng. Nó nghe nè, tôi dạ. Xin tự giới thiệu á, tôi là... Ba Mạnh. Ủa sao biết tên tôi? Trời ơi, ê, tôi biết rồi, cái tên, cái mặt tôi hình như bác tơ gì đúng không? Sao? Nói chuyện mà nói cái tên mình trình hình giống như cái đống xịn. Cô vậy luôn á. Còn tôi á là Hàng Xuân. Ủa tên tôi đâu trình hình vậy đâu? Đúng rồi, cô mình cái phó tơ. Nhưng mà tiếng cô á trong mọi trường ai cũng biết hết trơn hết á. Tôi bận gì chồng? Trời ơi, ta nói cô á là bán xôi ngon nhất cái xứ này, ngon nhất lắm luôn á. Trời ơi, anh nhạo tôi. Thôi, nói thiệt mà. Thiệt, đúng mà. Không, thiệt mà. Nhờ ở đây một tuần á mà tôi bán lúc nào cũng sớm hết trơn á. Ờ vậy hả? Ừ. Vậy mất bắt cái đoàn tôi đi rồi á là chắc ghế gì lắm nha. Nghệ sĩ nó chỉ kỳ. À không, không sao, nhưng mà chủ yếu là mấy anh hát có ngon không? Trời ơi, nói nghe nè, bữa giờ nhờ số cô á mà tụi tôi đứa nào đấy hát hay dễ sợ vậy đó, hát ngọt dữ lắm luôn á. Đi ăn đi nè, ăn ăn sao? À, tôi ăn hết tôi mất tình luôn á. Vậy hả? Thôi cứ ăn đi không sao đâu. Nếu mà có mập ấy, bắt quá thành con heo lăn lên sân khấu diễn thôi. À, cũng duyên dáng quá trời này. Mà tôi thiệt tình, tôi nghĩ sao tôi nói vậy hả? À, nói nghe nè, dạ? Tôi hỏi cô cái này nha. Hơi tới nhị xíu thôi à, có gì bỏ qua tôi nha. Ờ, cô nhiêu tuổi rồi? 20.
20 hả? Dạ. Bán xoài xuyên đây lâu chưa? 20 năm rồi. Ủa nó kỳ kỳ, nó cứng cái gì đây nè. Có 20 tuổi, bán xoài 20 năm. Nhiều người cũng không hiểu như anh đó là về nè. Ngày xưa má tôi gánh sầu riêng đi bán. Rồi từ khi mà có thai tôi á, cái mệt, cái quản cái gánh sầu riêng bắt đầu á làm thành cái thúng xôi đi bán. Nên tôi có kinh nghiệm bán xoài xuyên từ trong bụng mẹ luôn á. Vậy hả? Ừ. Hỏi thôi nữa nha. Hỏi đi. Có người yêu chưa vậy? Trời ơi. Có chồng chưa? Có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Chưa người yêu chưa? Có hỏi chị chồng vậy ơi. Chưa mệt nó hỏi. Trời đất ơi. Con gái chú quê như phương tiện mà chưa có chồng tao nó ế nè. Nè chứ dù phải thôi chứ. Không phải thì kỳ cục quá. Tôi xin lỗi. Nè không phải là ế nhưng mà tại vì tôi thích như thế được không? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi gì? Nội của tôi á, ông nắp né cho tôi á, cái đám nào ở dưới mình chứ á, là tại vì tôi chưa thấy nên tôi chưa có thôi. Tôi xin lỗi, tôi không có cố tình đâu, cô đừng giận nghe. Nghe gì? Xin lỗi á. Nó nghe nè, trời khuya rồi đó, sao chưa về nữa? Tính chờ. Chờ gì? Trời ơi, cô nói nghe nè, trời khuya vậy mà cô không về là ba má cô á, lo lắng luôn á. Mà là sớm là không biết là nó là cái đêm á. Nó hả? Tại vì hồi đó giờ ở trong đoàn hát á, tôi mới chơi với ai trơn rồi á, đi gánh hát thì với mấy cô mấy chú không à, không có bạn bè với trơn, nói chuyện dở dữ lắm, có gì bỏ qua tôi nghe. Thì có sao đâu, tôi nghĩ bây giờ anh cứ nói chuyện với tôi giống như là anh nói chuyện với những người trong đoàn hát anh vậy đó. Ừ, chị dễ thôi, nó tay nói chuyện khó quá đầu lắm luôn à. Nói đi. Ừ, vậy ha. Ừ. Bó đi thuyền, bó đi thuyền. Thôi, người ta đứng đây tự nhiên cái bó người ta lên, người ta đi luôn nữa. Thì cô nói chuyện với tôi đoàn hát, đoàn hát nói vậy không à. Hiểu. Ừ. Nhưng mà khó quá. Còn không lấy bây giờ mà đánh nói đó mình hát đi. Tôi thấy cô hát hay dữ lắm á. Không, anh hát cho nghe đi. Thôi cô hát đi. Thôi hát đi mà. Nó tiếng cô á, hát đi. Anh hát đi. Thôi cô hát đi. Hát được rồi. Thôi. Hát đi. Hát bài nãy nha. Tôi hát bài y chang nãy nha. Ừ, cô hát cho tôi đó. Thôi bài gì nha. Nhưng mà, nếu như mà tôi hát sai á, anh đừng có cười tôi nha. Không có cười đâu. Mà cô hát gì cô nói tôi nghe đi. Thầy, tôi rất sợ biến. Cô gái mang sầu riêng, niềm đầy màu xanh hoa cài.
hái sầu riêng. Tôi mua sầu riêng là mua luôn tâm sự, mua cả cuộc tình theo đuổi mấy lâu nay. Gánh mua chi mà mua cả cuộc tình, rồi nhan sắc ngày tàn phai. Về khuyên ai đừng đợi đừng chờ, xem chuyện duyên mình như một giấc mơ. Khoan khoan, thí dụ bây giờ á, cô Quyên muốn biến cái giấc mơ thành hiện thực được không? Thí dụ, tôi trả lời thí dụ đấy chị. Thôi, chứ là thiệt đi. Thí dụ. Thiệt đi mà. Thiệt. Thiệt đi. Thiệt là tôi nói, ừ được đấy. Ủa mà tôi nói nhiều gì lắm mà cười hả? Không phải, tôi thấy thích, tôi đã, tôi cười gì đó. Thích là cười hả? Còn không thích thì sao? Thì buồn. Tôi buồn liền cho đúng hả? Mắt thì buồn. Tại vì cô biết sao không? Tôi hỏi cô hú hoài thôi à. Chứ tôi lo lắm, cái thân tôi là đây mai đó vậy nè. Không biết người ta có thương tôi, người ta có chịu không nữa. Thì không biết có thương, có chịu không mà. Tôi nghĩ á, nếu như mà tôi ra đây á, mà ai kia ai nọ có nói câu gì á, thì tôi sẽ ráng tôi chờ. Tôi chờ khoảng chừng 1 năm, 2 năm. Nếu như mà cái ghét người ta không trở về đây á, tôi về mày trước tôi làm dâu luôn đó nha. Ôi, em tôi hứa tôi về mà. Tôi nói thiệt á. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả? Tin tôi đi, tôi thề luôn á. Không có sợ đâu, trời sợ á, là trong cái đánh chết tôi đi. Tôi chỉ sợ thề lắm. Không mà, tôi lo. Đừng có lo chân á, tôi hướng cho chiều tôi về mà. Người ơi, xa cách chàng sẽ luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình.